Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo và các hướng dẫn của cấp trên về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử huyện Nghi Xuân đã tổ chức thực hiện các bước theo quy trình. Trong đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phần đầu của trang địa phương ngày hôm nay. Xin kính mời quý thính giả và bà con nghe chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, truyền cảm của chị Lê Thị An, công chức văn hóa xã Đan Trường, trên hệ thống loa truyền thanh trở nên gần gũi, quen thuộc với nhân dân trong vùng. Các văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Những thông tin liên quan về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được phát ra từ những chiếc loa truyền thanh xã là những thông tin luôn thu hút được sự chú ý, quan tâm của cử tri và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian qua, về lĩnh vực văn hóa đã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền bằng tuyên truyền trực quan, bằng các cái hình thức như là thay đổi các cái cụm pano áp phích tại khu vực trung tâm của xã và tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu tại các cái trục đường chính. Bên cạnh đó thì đã phối hợp với ban biên tập truyền thanh của xã Đan Trường tổ chức tuyên truyền tiếp phát các cái chương trình phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Để cử tri và các tầng lớp nhân dân nắm rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã Đan Trường đã chỉ đạo đài truyền thanh xã tăng thời lượng phát trên loa các tin bài tuyên truyền, tập trung vào các nội dung, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng Nhân dân nói riêng. Những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân lần này. Xã đã tập trung thành lập tiểu ban tuyên truyền để tuyên truyền công tác bầu cử đến tận người dân, để thực hiện chỉ đạo các thôn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Các hoạt động tuyên truyền nói chung, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan làm cho cử tri, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tạo sự đồng thuận hướng tới ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thôn Lương Ninh chúng tôi là một thôn trọng điểm của xã Đan Trường, bởi vậy ban công tác mặt trận của thôn Lương Ninh rất chú trọng về cái khâu tuyên truyền đến tận bà con người dân. Thứ nhất là tuyên truyền về trên loa phát thanh, thứ hai nữa là từng cụm dân cư tuyên truyền cho bà con hiểu được mọi cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và trong cái cuộc bầu cử đợt này. Sau khi có hướng dẫn của cấp trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân đã ban hành hướng dẫn số 07 ngày 5 tháng 2 năm 2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, hình ảnh trực quan, băng cờ khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện xuống cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa của cuộc bầu cử đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời gắn với các nhiệm vụ chính trị đang triển khai ở địa phương đơn vị. Đến thời điểm này, cả toàn xã thì đã làm đến gần 100 cái biển áp phích trên cả cái trục đường. Rồi thì cả cái pano lớn tại các trung tâm như ngã tư đấy, rồi thì trung tâm trường cấp 2 Thành Mỹ với các hội quán. Và còn băng cờ khẩu hiệu trên các đường làng ngõ xóm thì hiện nay đã chỉ đạo các đơn vị thôn tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện treo băng cờ. Đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là công tác tuyên truyền tại xã Xuân Mỹ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền cũng đang được các thôn, tổ dân phố, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh, giúp cử tri và nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên,
có đủ đức tài đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương. Nhiều đơn vị làm tốt như Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, thị trấn Tiên Điền, Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân Lam, Xuân Mỹ, vân vân. Kết hợp ở các cái sơ kết cái công tác quy bá của hội của các chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, rồi đoàn thanh niên, thì chúng tôi vẫn kết hợp để rồi như vậy là tuyên truyền cho mọi là hội viên, đoàn viên và toàn dân, cử tri của toàn dân là phải tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, đó là quyền lợi của mọi người dân. Đến nay thì thị trấn Tiên Điền đã tổ chức xong cuộc hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân để chuẩn bị cho là hiệp thương vòng 3, là để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân để bầu vào đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, huyện Nghi Xuân đã thành lập các tổ kiểm tra thường xuyên đôn đốc các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, đảm bảo 100% đơn vị trên địa bàn tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã hoàn thành việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, danh sách, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu là 31 trên 61 người giới thiệu ứng cử, và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã thị trấn được bầu là 415 trên 824 người giới thiệu ứng cử. Tỷ lệ, cơ cấu, thành phần, trình độ, những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp bảo đảm đúng quy định. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều. Chính vì vậy, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Xuân đang tích cực tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc từng công việc cụ thể theo trình tự và quy định của pháp luật về bầu cử. Bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tập trung cao độ cho cái công tác tuyên truyền về công tác bầu cử. Thì theo cái kế hoạch, đây là đợt tuyên truyền thứ hai và cũng là đợt cao điểm nhất cho cái công tác bầu cử. Cho nên hiện tại bây giờ 17 trên 17 xã thị trấn của Nghi Xuân đã tiến hành làm các cái cụm pano áp phích, rồi là khẩu hiệu tuyên truyền trên tất cả các cái trục đường cũng như các cái trụ sở làm việc, các cơ quan làm việc của các đơn vị từ huyện đến cơ sở. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, đúng quy trình, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Nghi Xuân sẽ thành công tốt đẹp.